Nào được chưa? Trật tự đi. Thôi Hưng ơi, nó nhỏ thôi. Trật tự nhá, 49. Anh chỉ lêu cách làm thôi nhá. Những ai đã làm chưa? Cho hai đường thẳng D1, D2. À câu này chữa rồi đúng không? Hôm trước chữa đến câu bao nhiêu rồi? 54 rồi à? Chữa xong 54 rồi gì? Ok. Thôi rồi, sang trang bắt đầu từ 55 nhá. Đúng rồi, sang trang mới. Viết nó cũng thích viết vở mới, trang đầu tiên mà. Tìm phương trình đường thẳng delta cắt mặt phẳng B và D lần lượt tại hai điểm MN, sao cho A là trung điểm MN. Làm như nào? Điểm N là thuộc gì? N là thuộc D đúng không? Được chưa? Như vậy điểm N có tọa độ là gì? -2 + 2t, 1 + t và 1 - t đúng không? Được chưa? Em biết điểm A rồi, mà N là A là trung điểm của N đúng không? Thì suy ra điểm M sẽ bằng gì? 2 lần xA trừ xN đúng không? Tương tự chưa? Thế thì điểm M là theo T chưa? Điểm M lại thuộc mặt phẳng P đúng không? M thuộc mặt phẳng P. Thay vào thì giải ra T chưa? Đúng không? Thế biết T rồi là ra được tọa độ điểm MN. Thì em lập được phương trình đường thẳng chưa? Đúng không? Biết điểm M, biết N rồi thì MN là vector chỉ phương rồi. Và lấy điểm M ra lập phương trình đường thẳng đúng không? Được chưa? Ok nhá. Đây là tự luận. Lát tôi tính lại sau. Có ai ra đáp án không? Đấy, kiểm tra lại đi. Ok, lát ai không ra thì anh sẽ tính chi tiết cho. Sang câu 56 nhá. Đây đang chữa phương pháp chứ không phải chữa chi tiết, vì những câu này dễ mọi người tự tính được mà. 56 này, cho điểm A, cho đường thẳng D, đường thẳng delta đi qua vuông góc và cắt D có phương trình. Nào, tính như nào? Đi qua A, cắt và vuông góc đúng không? Như hình vẽ mẫu này, ta có đường thẳng gì? Delta đây, A đây và đường thẳng D đây. Thế ta gọi điểm M thuộc D thì điểm M sẽ có ẩn là gì? Chuyển thằng này về tham số thì sẽ là 1 + t đúng không? T và -1 + 2t. Đúng chưa? Được chưa? Điểm A ta có rồi nhá. Thế thì ta lập được vector AM không? Lập được vector AM đúng không? Theo ẩn T. Thế ta thấy rằng vector AM cả chỉ phương của đường thẳng D đang là vuông góc với nhau đúng không? Thì tích vô hướng phải bằng 0 chưa? AM nhân với UD bằng 0. Từ đây suy ra T chưa? Đúng không? Lập được vector AM nhân vô hướng với UD cho bằng 0 thì suy ra T. Biết T rồi là em tìm được điểm M đúng không? Thế thì em lại lập được đường thẳng AM chưa? Đúng không? Mọi người phải nắm được cái phương pháp, biết cách làm, còn đâu tính toán mà sai là lỗi của mình rồi. Thế người ta ra nấu cơm, người ta dọn cơm thì ăn, còn gắp lên mồm mà rơi xuống đất thì phải do mình chứ do người nấu cơm đâu. Đúng không? Được chưa? Quy được chưa? Ok nhá. Đấy, viết các cách làm vào thôi. Tiếp này. 57. Thôi trật tự ở dưới. Cho mặt phẳng P và đường thẳng D. Phương trình đường thẳng delta nằm trong mặt phẳng P đồng thời cắt vuông góc với đường thẳng D. Hình vẽ như này nhá, đúng không? P này. Được chưa? Phương trình đường thẳng delta đây. Được chưa? Mọi lại gì? Cắt vuông góc. Phải đường thẳng D phải như này không? Cắt vào vuông góc không? Đây gọi điểm M đi. Đúng không? Thế bây giờ làm như nào? Bây giờ làm như nào? M thuộc D thì sao nữa? Điểm M là tìm được luôn rồi. Thay M vào B. Điểm M khẳng định tìm được luôn. Vì sao? M thuộc D, đường thẳng D ấy, thì điểm M sẽ có tọa độ là -1 + 2t, t và -2 + 3t. Được chưa? Mà điểm M lại là gì? Thuộc mặt phẳng P đúng không? Thì thay vào giải ra t chưa? Đúng không? Thế ta biết điểm M rồi xong làm gì?
Muốn lập đường thẳng delta bây giờ thiếu mất chỉ phương. Làm cách nào để tìm chỉ phương của nó? Gì? Tính như nào? Gì? Lấy như nào? Chỉ phương cái gì? Pháp tuyến của P và chỉ phương của gì? Của D đúng không? Vì ta có này, NP vuông góc với U delta, UD cũng vuông góc với U delta, thì suy ra gì? U delta sẽ bằng hữu hướng của NP và UD đúng không? Đúng chưa? Thế biết chỉ phương biết một điểm rồi, xong. Đúng chưa? Nhưng mà nếu có thể mọi người khi tìm ra điểm M nhá, lưu ý này, khi tìm ra điểm M này, ta có thể thử như này, ta lấy điểm M thay vào đáp án xem thằng nào thỏa mãn không. Đúng không? Vì điểm M biết tọa độ rồi mà lại thuộc delta mà. Khi ta thay vào khả năng cao sẽ loại được hai thằng, ít nhất hai thằng. Được chưa? Thì ta chỉ còn hai cái chỉ phương thôi đúng không? Ta ví dụ nhá, ai làm rồi? Ta có chỉ phương đang là gì? Có ai làm được không? Ra D à? Những người còn lại sao? Ok, thì giống nhau rồi thôi. Được chưa? Còn đâu ta cứ thay điểm vào trong lấy đáp án mà thử mà. Còn đây là cách làm tự luận. Hiểu chưa? Tranh thủ viết vào. Thực ra nếu ai mà kiến thức mà chắc chắc phần hình, nói chung là mọi người đảm bảo tính toán đúng ý, thì khi làm bài bọn em chỉ cần viết cách làm như này thôi. Việc còn lại là tính toán, mà tính toán mất thì giờ. Mình muốn tiết kiệm thời gian thì mình chỉ làm này chứ, dành thời gian để làm cái việc khác chứ. Học các bài khó hơn chẳng hạn. Chứ bài làm mà ngồi cộng trừ nhân chia mà hữu hướng vô hướng thì thôi. Đây là những ông khá thì lên làm như vậy. Còn ai kém kém thì cứ túc tắc mà tính. Được chưa? 58 nhá. Cho điểm A, cho mặt phẳng P, mặt phẳng Q, phương trình đường thẳng D đi qua A song song cả P và Q là dễ quá rồi đúng không? Chỉ phương của gì? UD thì bằng hữu hướng của NP và NQ. Được chưa? Điểm A biết rồi. Hết bài nhá. Có khi thay điểm A vào 1, 2, 3. Thằng nào cũng 1, 2, 3 rồi. Trong 1, 2, 3 chả tác dụng gì. Tính mỗi cái này thôi đúng không? Ngọc Anh hiểu không? Đấy, viết tắt như thế vào. Quy được chưa? Câu 59. Cho điểm M song song với giao tuyến của hai mặt phẳng, cũng tương tự như thế thôi đúng không? Bỏ qua nhá. À thế ta làm theo một cách... À thôi, để nhằm chùm mặt phẳng mà thôi, bỏ qua. Chùm chiếc thì làm một cách. 60. Cho D1, D2, mặt phẳng P. Phương trình đường thẳng thuộc P đồng thời cắt D1, D2, hình vẽ này. Mặt phẳng P này. D1 cắt mặt phẳng P tại điểm M. D2 cắt mặt phẳng P tại điểm N. Thì đây là đường thẳng D cần tìm. Đúng không? Thế nhiệm vụ của mình là gì? Giải giao điểm của D1 với P ra M. Giao điểm của D2 với P ra N rồi lập đường thẳng. Thế giải như nào? Lấy tọa độ của đường thẳng D thay vào mặt phẳng P. Đúng không? Giải ra T1 chưa? Thay T1 lại trở đây thì ra điểm M đúng không? Được chưa? Như vậy viết nhá. Thay D1 vào P. Suy ra T1 rồi suy ra điểm M. Tương tự thay D2 vào P thì suy ra T2 rồi suy ra điểm N rồi lập đường thẳng D. Đúng không? Cộng trừ sai là lỗi mọi người. Gì? Làm đi. Được chưa? Sang trang nhá. Biết xong chưa? Để cách đơn giản rồi cách khác làm cái gì? Nào, khoảng cách góc. Nào, trật tự ở dưới đi. Mấy ông có khi còn không thuộc công thức đâu. Nhắc lại công thức trước này. Góc giữa hai đường thẳng là công thức gì? Cos là góc giữa hai đường thẳng. Đúng chưa? Nó là góc giữa hai vector chỉ phương. Còn góc giữa đường và mặt phải là công thức sin. Nó là góc giữa gì? Pháp tuyến của mặt phẳng P và chỉ phương của đường thẳng D. Đúng không? Còn đây là UD1 và UD2.
được chưa? Như vậy góc giữa đường và mặt thì phải là sin, đừng nhầm nhá, có duy nhất một thằng sin thôi. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng là gì? DAP này bằng trị tuyệt đối của AX0 cộng BY0 cộng CZ0 cộng D trên căn của A bình cộng B bình cộng C bình, đúng không? Được chưa? Cái này thì dễ. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, bởi vì nếu mọi người không thuộc công thức thì không làm được bài. Cái thứ hai là gắn trục tọa độ cũng chẳng làm được, đúng không? Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng tính như nào? Gì đâu, trên tử là gì? Trên tử là gì? U delta và vector M0 M. Anh bỏ à, thôi viết nốt chỉ phương à vector cho đầy đủ. Được chưa? Đây là hữu hướng đúng không? Thì ta phải tính độ dài vector hữu hướng chia cho độ dài vector chỉ phương. Đây là công thức khoảng cách từ điểm đến đường thẳng. Được chưa? M0 là điểm thuộc đường thẳng delta. Còn M là cái điểm mà mình cần tính. Được chưa? Tiếp, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, D1, D2 đi, bằng trên tử sẽ là tích hỗn tạp, đúng không? M1, M2 nhân UD1, UD2. Đây là tích vô hướng. Tích vô hướng là một số thì ta phải đóng trị tuyệt đối. Hai cái này khác nhau nhá. Ở trên là gì? Độ dài vector, còn ở dưới là trị tuyệt đối nhá. Ý nghĩa khác nhau đấy. Chia cho độ dài tích hữu hướng UD1, UD2. Ui giời, có công thức này à. Mệt với ông Sơn. Này ông Thi Bách Khoa. Được chưa? Nhiệm vụ cái này là ta chỉ cần thay công thức vào thôi. Tích hiệu hướng ai thích 233112 thì làm, còn không thì cứ theo trường phái trăng tàu là cứ 18, đúng không? Tùy. Lười tính toán thì là 18. Xong chọn hệ số OXYZ trong lập vector A, lập vector B, lấy A nhân B vân vân. Đấy, tùy mọi người. Anh là cứ 233112. Được chưa? Được chưa? Tiếp nhá. Bài 61. Khoảng cách giữa đường thẳng delta và mặt phẳng P. Trật tự đi. Trật tự đi. Khoảng cách giữa đường và mặt thì phải xem đường thẳng và mặt phẳng có song song với nhau hay không. Nếu song song thì mới có khoảng cách. Mà muốn biết song song thì phải lấy chỉ phương 141 nhân vô hướng với pháp tuyến 2 trừ 12 xem nó có bằng không hay không. Nếu bằng không thì sao? Đường cả mặt mới gì? Song song đúng không? Mặt phẳng đây, đường thẳng đây, thì đường song song mặt thì gọi là chỉ phương với vuông góc với pháp tuyến không? Đúng chưa? Như vậy bước đầu tiên em phải xét gì? UD, U delta nhân với NP xem có bằng không hay không đã. Khi nó bằng không rồi, thường là sẽ bằng không luôn. Chứ tự nhiên chẳng ai cho cái bài mà đường thẳng cắt mặt phẳng thì làm gì có khoảng cách mà tính. Lấy điểm bất kỳ trên đường thẳng, đó là điểm 252. Tính khoảng cách đến mặt phẳng theo công thức số 1 này. Được chưa? Đấy. Cái này thì mọi người tự tính. Được chưa? Nhớ nhá. Riêng đường và mặt phải kiểm tra vị trí đã, chứ đừng có hụp vào mà tính. Tiếp câu 62. Ghi đi còn gì nữa. Tính khoảng cách từ điểm M gì đấy. Khoảng cách từ điểm M đến cái mặt phẳng P, mà điểm M có tọa độ là 2, 5, 2. Được chưa? Tắt cái ngàn vào. Ok nhá. Câu 62. Đường thẳng delta, M là điểm thuộc đường thẳng delta và cách mặt phẳng P một khoảng bằng 2, tính giá trị của T. Thực ra đi tìm tọa độ điểm M mà thôi, đúng không? Thế thì đương nhiên delta phải song song với P rồi. Như vậy là gì?
khi làm trắc nghiệm ấy, ta nên bỏ luôn cái bước kiểm tra đi. Vì khả năng nó phải thỏa mãn là điều kiện song song với khoảng cách mà, đúng không? Tự dưng mình mất công đi xét cái tích phù hướng làm gì? Thế bây giờ ta có điểm M có tọa độ như nào? M thuộc delta đúng không? T trừ 2 trừ T và 1 cộng 2T. Em tính khoảng cách từ điểm M này đến mặt phẳng P cho bằng 2 thì giải ra T. Đúng không? Biết T rồi thì tìm được ABC. Được chưa? Biết T rồi thì tìm được ABC. Nhưng lưu ý nó có trị tuyệt đối. Đúng không? Thì sẽ có hai trường hợp. Và ra hai cái T ấy, thì ra hai điểm M. Nhưng có khi chỉ có một điểm M thỏa mãn thôi, còn điểm M kia là ra một số khác thì đừng quan tâm. Vì giải khoảng cách là thường có trị tuyệt đối mà, thì phải thường là hai đáp án. Được chưa? Ok chưa? Mấy bạn dưới được không? Chép vào nha, đừng có lười. Đáp án thì lát đấy sau đi, quan trọng gì cái đáp án. 63. Điểm M thuộc đường thẳng có hoành độ dương sao cho AM. Câu này giống câu 62 nhưng nó cho thêm một ý là gì? Em phải đi tìm giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng B để ra điểm A đã. Đúng không? Như vậy chuyển thằng này về tham số này. X bằng 1 cộng 2T, Y bằng T và Z bằng trừ 2 trừ T. Lấy X, Y, Z này thay vào mặt phẳng P thì tìm được điểm A không? Đúng chưa? Và gọi điểm M có tọa độ như này. Tính độ dài AM, tìm A luôn đi. Ai tìm hộ điểm A cơ đâu? 1 cộng 2T này trừ 2T là mất luôn này. Cộng trừ 2 trừ T là thành trừ 1 trừ T. T bằng trừ 1 đúng không? T bằng trừ 1 thay vào đây. Trừ 1 là trừ 1 này. Trừ 1 này. Trừ 1 tiếp này. T bằng trừ 1 mà em. Thế trừ của trừ 1 bằng 1 chứ. Điểm A xong nhá. Thế ta lại có điểm M này. Anh viết bên này nhá. Điểm M 1 cộng 2T, T và trừ 2 trừ T. Có đúng không? Điểm M thuộc đường thẳng mà. Thế em lập được vector AM không? Và cho độ dài vector AM bằng căn 6 thì từ đây tìm được T và tìm được điểm M. Đúng không? Biết M rồi lại biết ABC. Hiểu chưa? Ghi. Hiểu chưa? Ghi vào. Về ngồi tự làm, không hiểu lại mở video ra mà xem. Xem nhiều bố mẹ lại chửi. Mà học chẳng thấy mẹ học đâu, suốt ngày thấy YouTube. Mệt. À không, bây giờ có lý do rồi. Bây giờ ông cứ bật đa nhiệm với hai chức năng đúng không? Ông đang xem đánh cày game cái giếc thì thấy bố mẹ vá vát lại bật video lên bảo đâu có đang xem học. Đúng không? Cũng giống như nhiều ông làm bài ý. Cứ toàn tôi chưa bao giờ kiểm tra cứ bảo đây anh Trung xem rồi, anh Trung hướng dẫn. Cứ lấy tên tôi làm đảm bảo đáp án. Mệt. 64. Khoảng cách giữa hai đường thẳng thôi rồi. Ốp thẳng công thức số 3 nhá. À, nhưng mà đầu tiên mọi người phải kiểm tra xem nó song song hay chéo nhau đã. Xem nó song song hay chéo nhau đã. Được chưa? 2 trừ 1, 1. 2 trừ 1, 1. Ok. D1 song song D2. Chắc chắn luôn hai vector chỉ phương cùng hướng. Thế khi D1 song song D2 thì lấy điểm M1 thuộc D1 là có tọa độ 1 trừ 2, 0. Và ta tính khoảng cách từ M1 đến D2 theo công thức số 2. Được chưa? M1 đến D2 theo công thức số 2 này. Đấy. Nó không phải hai đường thẳng chéo nhau mà. Hiểu chưa? Nhằng cái chữa hết cái tập này mà ở nhà có thể toán lười. Tiếp nhá. 65. Cho đường thẳng D và điểm A khoảng cách từ A đến D thôi, tự làm. Đúng không? Công thức số 2 ấy. Nó nói toẹt ra thế rồi cho điểm cả đường thẳng thì còn tính cái gì nữa, đúng không? Nào mấy cái bàn dưới được chưa? Ok chưa? 9,8 hiểu không? Gì? Nó là gì ở lắm? Hiểu phết à? Tốt. Cố hiểu lên lên 10. Vị trí tương đối. Vị trí tương đối này. Nào nhắc lại lý thuyết tiếp. Cố gắng nghe nhắc lại lý thuyết đi để mọi người nhớ.
Thông thường là học sinh có cái trò là bảo đọc thì không đọc, bảo về xem lại không xem, chỉ mong là có người người ta đọc cho mình nghe thôi, đúng không? Đúng chưa? À, chúng mày cứ mong có đọc cho mình nghe đi. Sau này rồi đến lúc có vợ, suốt ngày vợ nghe nhải chưa? Người chán buồn nghe, lại đeo tai nghe. Ờ đúng rồi. Nó nhỏ hơn kim tây lại về mách. Vị trí tương đối này, vị trí tương đối giữa điểm và mặt phẳng thì thay vào là xong.